anh nói sao? Anh muốn làm cục gửi hả không? Chim nó gan, nó sợ, nó đứng gần anh nó mổ luôn kìa. Bà chim kìa đó, nó mồi á, nó dạng cái gì đâu luôn. Mình đào rảnh nhét xuống lên ha. Vô gạch, giờ vô gạch. Sâu quá thì anh bỏ đất kê vô thêm. Thank you.
nay làm khí hậu mát đỡ ha anh ha. Thì lấy trong bụi xả ra đỡ á. Dạ. Nguyên nguyên gì.
đều. Mình đào cái mình để cho nó khô ha anh ha. Để cho nó khô vài bữa mình hả Vũ. Trời ơi, không có gấp như đó nữa. Anh Vũ luôn á hả? Anh làm cái này thấy liền một mối đẹp chứ sợ anh. Mình cần tấn ở trong không kia? Mình cần tấn ở trong không? Mấy cây ở trong không? Dạ. Thổi đi ha. Ừ. Mình tưới mình canh đâu cần sát hết. Dạ. Xong phải bỏ vô thùng lại. Vậy em lấy mấy cái táo ra hỏi anh chồng luôn hả? Hay có chiều chiều hả chồng? Dạ. Trọng đâu trọng luôn đi. Ok. Rồi lấy này ra đi. Bứng mấy cây đó ra luôn hết luôn đi. Ừ. Anh có khi nào cái này có trái sớm không anh? Cạn không anh? Quá.
Nếu mình bỏ đây nè heo. Ủa anh thấy có rễ không anh? Anh cho nó ngửa vô chút xíu được không? Rồi, rồi, rồi. Thiếu à? À.
kéo cái chậu ấy á. Mình mua xả thêm không anh? Xả đâu mua, mùa đông tới thì xả gì? Để sang năm mua chứ. Phải lên nhiều rồi. Cũng nhiều rồi đó anh. Bứng rồi sang năm trồng. Bởi vậy em thấy nhảy mũi thấy lạ không? Là, tách ra nữa, như ấy xong tách đôi ra. Ừ. Đừng có ăn nữa, mua ăn đi. Sang năm trồng. Thôi vậy ăn xả tươi đi, nữa xa năm mình mua mình lấy hơn, dễ hơn. Xả tươi không ăn, ăn xả cũ nữa, trên mình thích ăn táo tàu lắm, mấy mình trồng táo tàu quá trời, ông xã trồng cho mình nhóc luôn nè. Thích ăn táo tàu, trồng táo tàu cũng quá. Kiếm màu hồng giòn nữa, mà giờ kia không, năm nay không ai bán hết trơn. Dục ở đó. Dạ, thôi dục ở đó đi. Vệ sinh
Rồi xong hoàn thành. Chào cả nhà, xong rồi.